Tham dự triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ 2017, Lexus đã đem đến phiên bản mới nhất LS, mẫu sedan đẳng cấp hàng đầu của hãng. So với các phiên bản trước, LS hoàn toàn mới nổi bật với những đường nét đậm chất coupe nhấn mạnh ngôn ngữ thiết kế mới của Lexus. Được thiết kế dựa trên cấu trúc xe sang toàn cầu của Lexus, LS 2018 mang lại cảm giác về khả năng vận hành tập trung vào người lái. Cấu trúc khung xe dẫn động cầu sau cao cấp, vốn là phiên bản kích cỡ lớn của khung gầm chiếc coupe thể thao hai cửa đẳng cấp tiên phong LC500, hứa hẹn trải nghiệm lái đầy hứng khởi trong khi vẫn nâng tầm cảm giác êm ái nổi tiếng của Lexus. Với triết lý đối lập song hành đã đi cùng LS từ những thế hệ đầu tiên, Lexus mang tới một thiết kế mới với không gian và sự tiện nghi của mẫu sedan 3 khối ấn tượng, đồng thời mang những đường nét và phong cách của mẫu coupe 4 cửa, phù hợp với những khách hàng hạng sang trẻ tuổi. Những kỹ sư thiết kế của thương hiệu Lexus đã tận dụng lợi thế của khung gầm mới với trọng tâm thấp và chiều dài cơ sở lớn nhằm mang tới cho LS mới dáng dấp trường và đầm chắc so với mẫu xe tiền nhiệm. LS mới là mẫu sedan đầu tiên của Lexus với thiết kế cửa sổ 6 cạnh. Thiết kế đặc trưng của lưới tản nhiệt hình con suốt với màu sắc mặt lưới tự thay đổi dưới những điều kiện ánh sáng khác nhau là kết quả của công nghệ CAD và kỹ nghệ thủ công bậc thầy của những người thợ Takumi. LS mang đến 5 thiết kế mâm xe mới, gồm 2 thiết kế mâm 19 inch và 3 thiết kế mâm 20 inch. Hầu hết các thiết kế mâm xe có kết cấu vành rỗng giúp giảm thiểu tiếng ồn do lốp gây ra. Mẫu xe Lexus LS mới còn mang một thế mạnh khác của thương hiệu, đó là kỹ thuật sơn tân tiến. Các kỹ sư thiết kế đã phát triển hai màu mới dành riêng cho các đường dập nổi trên thân xe. Màu ghi Manganese Luster có thêm một lớp sơn với độ phản chiếu cao, sơn đè lên lớp sơn sáng mờ nhằm làm nổi lên độ bóng sáng, phối hợp hoàn hảo giữa sáng và tối. Màu đỏ Sonic Agate với tông màu ấm, biểu trưng cho sự sang trọng và hào hoa. Phần nội thất thiết kế ghế của LS 2018 có nhiều đột phá, ghế trước chỉnh điện 28 hướng tích hợp chức năng sưởi, làm mát và massage. Bảng điều khiển trung tâm với thiết kế uốn cong tự nhiên cùng những nút chức năng được bố trí ở độ cao thống nhất, giúp cho người lái có thể dễ dàng điều khiển mà không cần phải thay đổi tư thế. Lấy cảm hứng từ vân gỗ Shimamoku, những loại vân gỗ mới được chế tác tỉ mỉ, đầy nghệ thuật kết hợp giữa gỗ tự nhiên, gỗ cắt Nhật Bản và công nghệ cắt gỗ laser lần đầu tiên được giới thiệu trên dòng xe LS mới. Sự yên tĩnh của khoang hành khách LS là không gian lý tưởng cho hệ thống âm thanh cao cấp tiêu chuẩn của Lexus hoặc tùy chọn hệ thống âm thanh vòm 3D Mark Levinson. Ngoài màn hình rộng 12,3 inch có chức năng định vị chỉ đường, LS mới còn được trang bị tùy chọn màn hình hiển thị thông tin trên kính lái với kích thước lớn. Trang bị an toàn bao gồm hệ thống an toàn Lexus, tính năng phát hiện người đi bộ và chủ động đánh lái. Hệ thống hỗ trợ lái xe cao cấp Lexus GoDrive cũng lần đầu tiên được giới thiệu trên LS mới. Hệ thống này kiểm soát vô lăng theo chủ định của người lái và hỗ trợ lái xe liên tục trên đường cao tốc. Khả năng xử lý linh hoạt của chiếc xe ngày càng được tăng cường nhờ các thanh cân bằng chủ động và hệ thống xử lý động lực học của Lexus LDH với hệ thống đánh lái độc lập phía trước và sau. Xe áp dụng công nghệ quản lý động lực học tích hợp VDIM mang lại khả năng vận hành đỉnh cao và linh hoạt cho LS mới. Hệ thống này quản lý đồng thời tất cả các hệ thống phụ của xe như phanh, thước lái, hệ truyền động và hệ thống treo nhằm kiểm soát các chuyển động trên cả 3 chiều không gian. Xe sở hữu khung gầm hoàn toàn mới làm tăng khả năng vận hành nhờ sử dụng nhiều vật liệu nhẹ như thép tấm có độ bền cao và nhôm. Lexus đã thiết kế động cơ V6 3.5 lít hoàn toàn mới với động cơ turbo tăng áp kép mới phát triển dựa trên nền tảng công nghệ F1 nổi tiếng của thương hiệu. Động cơ mới đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ với công suất tối đa 415 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 599 Nm. Hiệu quả hơn hẳn động cơ V8 được trang bị trên mẫu xe LS tiền nhiệm. Chiếc xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vòng 4,5 giây. Cấu trúc khung hình bậc thang trong khối xi lanh, khung động cơ đã được thiết kế mới. Van cửa xả điện và nhiều đặc tính khác góp phần đảm bảo sự chuyển động mượt mà đặc trưng của Lexus. Người lái có thể thay đổi phản ứng của hệ chuyển động thông qua lựa chọn chế độ lái từ Normal đến Sport hay Sport Cộng. Tiếng nổ của ống xả vừa đủ để có thể cảm nhận rõ ràng chế độ lái thể thao. Xe vẫn được trang bị lẫy chuyển số, tuy nhiên nhiều khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng hệ thống điều khiển điện tử tiên tiến với khả năng đoán trước thao tác của người lái. Hệ thống sẽ chọn ra tỷ số lý tưởng bằng cách tính toán gia tốc, phanh và lực bên. Phiên bản hàng đầu Lexus LS 2018 sẽ được bán ra tại Mỹ vào gần cuối năm 2017.